Bây giờ có nhiều cô đây trong những năm mà ngày xưa mình ở ngoài đời, thì ngày nay có khi có những cô ở đây cũng đã từng nhận được những bông hồng tặng em. Rồi nó sẽ dẫn các cô đi ăn cà lem. Hiểu chưa? Quê Nhật Đức thì ưa nói ăn cà lem, là ăn kem á. Nó nên rồi nó dẫn đi ăn kem, xong rồi nó dẫn đi ăn cái gì mình cũng chưa biết. Và ngày hôm nay là cái ngày mà nhiều con người ta tặng quà, tặng bông hồng. Và cũng rất nhiều người nam nữ đã tạo một dấu ấn của ngày hôm nay. Mà cái dấu ấn ngày hôm nay có khi lại sản sinh ra những cái mà mình không mong muốn trong cuộc đời mình. Và ngày hôm nay xong rồi, có khi những ngày sau này nó sẽ gây dựng ra những cái nghiệp, đó là phải đi phá thai. Nên ngày hôm nay có những nơi như là khách sạn đồ có thể chỗ ở bị kín hết. Thường ngày chúng ta lỡ thấy còn vắng vẻ, nhưng ngày hôm nay thì rất là đông. Và khi qua ngày hôm nay rồi, có khi nó lại xảy ra những vấn đề là nơi mà phá thai lại đông người, thì tạo ra một cái nghiệp sát sanh. Còn hôm nay tất cả các cô đang ngồi đây, chắc chắn rằng có nhiều người hiểu được thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ các cô. Vì chắc chắn rằng trong số lượng gần 100 cô ngồi đây, ngày hôm nay mấy cô sẽ không bao giờ có một cái tác dụng phụ gì của ngày hôm nay. Và mấy cô cũng không được nhận một cành hoa nào. Nhưng mà trên môi nở bao nhiêu nụ hoa hồng vô cùng đẹp. Thấy không? Cười lên đi. Đó. Thì thấy không, đâu có tặng một cành hoa nào cho riêng ai đâu. Nhưng mà quý vị coi đoạn phim ai cũng gương mặt tươi rói. Cha mẹ khi coi thấy cũng mừng, cũng vui. Còn những cô ngồi đây mà có vài ba cô mà chồng bỏ chồng chê, thì nếu như những thằng chồng đó mà coi được thì nó cũng vô cùng ngưỡng mộ các cô. Nó nói rằng em đã chọn con đường đúng rồi đó em. Còn tôi hôm nay vô cùng tàn tạ. Thấy không? Một ngày nào có khi tôi sẽ đến chùa để cùng tu với em, nhưng mà sẽ cho anh qua bên chùa bên kia, chứ không được ở chùa này. Hiểu không? Nó có nghĩa là quý vị biết rằng là khi công đoạn này mà quay lên thì rất nhiều người trẻ sẽ cảm giác những cái tư tưởng ý nghĩa về cuộc sống nhân sinh, ý nghĩa gì một đời người. Con người ta có thể chạy theo danh lợi cả đời để tạo ra một sự nghiệp, nhưng cuối cùng con người chúng ta khi một hơi thở thở ra, không hít vào, thì tất cả những sự nghiệp trong cuộc đời chúng ta, những điều mà chúng ta tích lũy đó, nó đều không đi theo ta. Mà trong khoảng thời gian chúng ta tìm kiếm vật chất, thì chúng ta lại tạo ra rất nhiều cái nghiệp trong cuộc đời. Mà nghiệp thì đi theo mình, mà của cải vật chất thì để lại cho cuộc đời này. Thật sự mà nói thì nếu suy nghĩ kỹ ra thì một đời của người chúng ta vô cùng vô nghĩa. Cho ra nhiều nhưng lấy lại được bao nhiêu? Không. Thật sự mà nói có những người nữ ở đây cũng đã từng có gia đình. Mình cho ra rất nhiều nhưng mà lấy lại được bao nhiêu? Một nụ cười được có mà bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống. Đúng không? Nhiều lắm. Còn hôm nay ở đây thì chúng ta mỗi ngày nuôi các cụ già, nấu ăn cho các cụ già, lau dọn phòng cho các cụ già, làm những việc đơn giản thôi mà cuộc đời của người chúng ta lại tích lũy một cái phước báo rất lớn. Nên cái ý nghĩa của đời người đây là cái việc làm cao thượng đặc biệt. Và niệm Phật cầu vãng sanh là một tư tưởng tuyệt vời. Mà Đại sư U Đàm ngài nói rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc là hoa sen trắng trong loài người, là bậc tôn quý trong loài người. Bậc tôn quý trong loài người là gì? Là làm những việc ý nghĩa hướng người về chỗ giải thoát, mà ta không chi cầu vật chất gì hết, nhiệt tình hết mình mà không cần kể công. Đây là bậc tôn quý trong loài người. Bậc tôn quý trong loài người chưa chắc rằng một người có địa vị và giàu sang. Vì bạn có địa vị giàu sang trong cuộc đời này, chúng ta đã nhìn qua bao nhiêu thời đại người có địa vị giàu sang, nhưng rồi cuộc đời họ cũng đi qua, rồi cuối cùng họ cầm theo những gì. Nên chúng ta bây giờ nghe đạo biết tu, làm những việc ý nghĩa này thật sự là ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những Đức mong tất cả các cô này đều là những hành giả hướng người đi đến
thế giới cực lạc đều là những con người cùng chung tay với những đức để nuôi các cụ già, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta đem cái mạng này ra cược trong cuộc đời này, làm việc ý nghĩa thì không có gì chúng ta làm không được. Chúng ta hôm nay không có tiền, chúng ta chỉ có cái mạng, đem cái mạng ra cược luôn. Nếu như chúng ta mở công ty thì cần phải có vốn để mà đầu tư chung với người ta. Còn hôm nay chúng ta không có vốn gì, chúng ta chỉ có cái mạng để làm vốn. Mà cái mạng này một ngày nào bỏ ta, mà bây giờ chúng ta dùng cái mạng này để làm vốn, để tạo ra phước đức. Như vậy thì đây là việc thật sự là ý nghĩa trong cuộc đời người. Chắc chắn. Nên một năm giờ thì có những cô đã có thời gian ở đây rất lâu, nhưng mà các cô chọn con đường của các cô, nên một hai cô cũng đi ra khỏi chùa. Nhưng Đức nghĩ rằng là có những công đoạn này quay lên, các cô có khi cũng coi được, các cô có khi cũng còn cơ hội để chúng ta trở về cái nơi mà chúng ta thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Và nhiều cô thì muốn phát tâm đi tu nhưng không biết đi tu ở đâu. Thì khi coi qua công đoạn này, chúng ta lại thấy rằng có một tổ chức rất nhiều người trẻ và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đó là nuôi người già, hướng người già đến chỗ giải thoát. Đây là việc rất ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta. Thì nhìn qua công đoạn này cũng là một cái thông điệp để gỡ đến tất cả những người có tâm muốn đi tu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Từ người nam có tâm quyết, từ người trẻ có tâm quyết, người nữ, chúng ta cùng đi đến những điểm chùa này để cùng chung tay nuôi người già. Đây là việc rất ý nghĩa. Và nhiều cô chồng bỏ chồng chê thì cũng có cơ hội được đi đến chùa để nuôi người già. Trong khoảng thời gian cuộc đời còn lại, chúng ta sống và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đây là điều chúng ta rất là mừng, rất là mừng đó. Nên mong rằng những điều những đứa chia sẻ cả các cô đây nghe cũng được lợi ích, mà những công đoạn này quay lên và các cô được khắp nơi nơi người ta coi. Có khi buổi này mấy chục ngàn người người ta coi, các cô được kết duyên với vài chục ngàn người. Những gương mặt này chắc chắn rằng hàng Phật tử khắp nơi coi qua và thấy rất là thân quen. Họ vừa nấu ăn, phục vụ đại chúng, làm tất cả các việc trong chùa, và từ ban bệ giữ tiền hay coi việc này việc nọ, tất cả điểm chùa họ đều có nhúng tay vào để lo công việc. Và dịp Tết họ cũng hát, họ cũng nhảy múa để cho các cụ già được vui. Quý vị cũng coi qua, họ cũng làm trò này trò kia cho các cụ già được vui, thấy không? Quý vị thấy, chúng ta ngoài đời mình có một người chồng thôi, mình làm trò mà chồng mình nó còn chưa chấp nhận, chưa vừa bụng. Vậy mà mình vô đây mình làm trò cho bao nhiêu trăm người, người ta vui cười. Đây là điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta mà làm được. Cha mẹ của các cô sanh các cô ra, nuôi các cô khôn lớn. Các cô làm những việc này là những việc mà cha mẹ các cô cảm thấy nở mặt nở mày lắm. Hãy nhớ, ban đầu chúng ta đi tu cha mẹ mình chưa hiểu, cha mẹ của mình thấy mình thê thảm khi mình đi tu. Nhưng quý vị hãy bình tĩnh ngồi nhận thức. Đứa con gái ở nhà đi có chồng và đứa con gái đi tu này, thì 4-5 năm sau quý vị sẽ nhìn nhận lại hai đứa con này. Đứa có chồng có khi te tua tả tơ, có khi còn bị chồng đánh, ẵm con về cho quý vị nuôi. Nhưng đứa con đi tu này có thể nó nuôi quý vị về tuổi già. Có thể 5 đứa con mà 4 đứa con ngoài đời chưa chắc nó nuôi quý vị. Nhưng đứa con trong chùa này 100% là nó nuôi quý vị. Chỉ có cái quý vị chưa chịu vô đây thôi. Thế nếu như tuổi già mà quý vị chịu vô đây là những đứa con gái này nhất định sẽ nuôi quý vị. Vì sao? Vì cha mẹ người ta họ còn nuôi thì làm gì họ không nuôi cha mẹ họ. Hãy nhớ cái câu là mình sanh con, nuôi con, dạy con. Đừng bao giờ kêu nó nuôi mình, mà mình hãy kêu nó lo cho chúng sanh, giúp người, thì chắc chắn nó sẽ giúp mình. 100% nó sẽ giúp mình. Nên những đức tin 100% với tất cả các cô đây. Đối với cha mẹ người ta các cô còn nuôi, thì cha mẹ các cô nuôi 100% là nuôi được. Và các cô không bị vướng bận cái chuyện muốn nuôi cha mẹ mà chồng cản.
Hoặc là những chú trong chùa muốn nuôi cha mẹ mà vợ cản không có. Các cô có quyền nuôi cha mẹ, những đức vô cùng ủng hộ. Các chú được quyền nuôi cha mẹ, những đức rất ủng hộ. Còn ngoài đời có khi chúng ta muốn nuôi cha mẹ mà chồng không đồng ý. Hoặc là chồng muốn nuôi cha mẹ mà vợ không đồng ý. Nên có sự trở ngại khi nuôi cha nuôi mẹ. Nên cái ý nghĩa này rất đặc biệt. Những đức nêu lên cho các cô được nghe ngày hôm nay là ngài cũng ý nghĩa đối với phái nữ. Ngoài đời tặng quà cáp quá trời luôn, thấy không? Còn ở đây chúng ta được ngồi nghe giáo dục giờ này là thôi, cặp nó chạy ngoài đường nheo nhóc. Hồi nãy Như Đức chạy qua Đại Tùng Lâm đi dọc đường, Như Đức thấy đúng là ngày lễ hoa tùm lum. Nó bán tứ tùng lan tàn hoa nên nó gọi là ngày lễ hoa tùm lum. Thấy không? Đó. Rồi cặp đi, rồi có những cô thì cầm những đó hoa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ha. Nó hạnh phúc này giống như là hoa nở dội tàn, cầm nhí nhảnh chút xíu cũng là thấy mình hạnh phúc lắm một chút xíu à, thấy không? Nhưng mà các cô đây ngày nào cũng có nụ cười, thấy chưa? Hồi sáng giờ các cô cười quá nhiều, sáng cười một chập, trưa cười một chập, chiều cười một chập, giờ này cười một chập, tối về chị em ngồi chơi với nhau cười thêm một chập, một chút ăn uống cười rất nhiều chập. Và các cô không bị thằng nào đập. Cái này mới đặc biệt. Hiểu chưa? Cái này mới là đặc biệt này mấy cô. Thấy không? Đó. Nên là nói vậy để cho tất cả người nữ khắp nơi nghe để nhận thức. Thấy không? Đó. Đây là cái ý nghĩa này đặc biệt chưa? Nó ý nghĩa của đời người, thấy chưa, đặc biệt không? Nên các cô mà vô đây tu rồi phải tự tin là mình tu được. Người ta tu được, mình tu được. Nó như ngày xưa Như Đức mới vô chùa còn hô hơn bà Đạo. Mà bây giờ còn coi được, bà Đạo ngày xưa còn hô hơn người hô kia. Mà bây giờ bà còn đỡ hô. Đạo này bà cũng hảo tướng vậy đâu. Nghe không? Nó đây bà Liên Bạch ngày xưa mới vô nhìn cái mặt như con mèo. Bà bữa nay nhìn bà đẹp quá trời. Cái đầu bóng ngờ. Cái sức dầu dừa không? Không hả trời ơi. Ồ sư cô này cái đầu còn bóng ác đạn nữa. Làm như họ trong chùa vì cái năng lượng của họ tích lũy hay sao? Cái đầu ai cũng bóng đi ơi. Nè Liên Diệu rồi Liên Minh, cái đầu bóng quá trời. Ở đây là cô Liên Giác, Liên Đạo, Liên Thanh, nó Liên Xá, Liên Xa, rồi Liên Hoa, thấy không? Đó đây phía sau này cô Hải. Cô Hải này 60 tuổi quý vị. Mà nhìn rất trẻ trung. Da mặt mịn mà còn hơn gái 17. Quay ngay cô Hải cái nghe. Vậy thấy không? Nó còn bà Liên Bạch này cũng 55 tuổi. Thì thấy trẻ mà gọi là vô cùng. Ngày xưa mẹ Như Đức 49 tuổi mà già gấp mấy lần bà Bạch này. Thấy không? Đó. Thì thấy người đi tu tự nhiên cái tâm trạng họ đặc biệt nên nó trẻ vậy. Đó đây là nội bộ mà có những người nhỏ nhỏ đang tiến lên đó. Mấy đứa nhỏ cố gắng lên nghe con, để sau này mình cũng tiếp tục phục vụ chúng sanh, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Chúng ta cố lên nghe. À. Rồi chúng ta nguyện đem cái sự bình an niềm vui này nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh ai cũng được sự bình an, có niềm vui và có thể nhận thức được ý nghĩa trong cuộc đời người là gặp được Phật pháp, tiếp nhận giáo dục và biết niệm Phật, biết tu hành. Dù sống ở bất cứ nơi nào cũng đừng nên bỏ Phật pháp. Vì Phật pháp là một giá trị rất đặc biệt để giúp chúng ta một đời này được giải thoát và hướng về cảnh giới giải thoát mà đi. Một con người mà hướng về chỗ giải thoát thì tức khắc con người chúng ta sống rất là ý nghĩa trong cuộc đời này. Chúc tất cả các cô ngồi đây và tất cả các cô khắp nơi nơi, ai coi qua công đoạn này hay không coi qua công đoạn này, cũng chúc cho tất cả những người nữ luôn luôn hưởng được sự bình an và gặp được những điều tốt lành trong cuộc đời và luôn luôn sống được hạnh phúc tốt đẹp. Và cuối cuộc đời chỗ đặc biệt nhất là chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp yết ta đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này đều là chi cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc đến với chúng ta, mỗi một con người được hưởng, không phải chỉ có người giàu hay người có địa vị hay người đẹp, mà tất cả mỗi một người chúng ta đều được hưởng hạnh phúc. Nên trong nhà Phật chúng ta cúng hoa cho Phật. Hoa là nhang, ý muốn dạy mình. Bạn tặng cho người một cành hoa là bạn muốn nói lên rằng tôi sẽ gieo nhân đúng đắn, nhân chân thật. Vì sao? Vì tôi muốn hưởng cái quả chân thật. Còn nếu như bạn tặng một cành hoa mà tâm giả dối thì bạn đang gieo nhân giả dối, bạn sẽ gặp quả báo giả dối chắc chắn. Nên hoa là nhân, nhân chân thật, nhân đúng đắn, nhân nhiệt tình thì sẽ được cái quả đặc biệt. Nhớ nghe. Nên những đức học tập cái đề tài này gọi là ngài tôn vinh hạnh phúc. Những đức niệm 10 câu Phật hiệu và tất cả những người hữu duyên chúng ta đều cùng niệm theo để gửi lời chúc đến với tất cả những người nữ khắp nơi trên toàn thế giới. Nguyện cầu cho tất cả người nữ đều được hạnh phúc. Tất cả con người đều được hạnh phúc, nhưng ngày nay chúng ta gửi đến những người nữ, chúc phúc cho họ hạnh phúc. Mỗi một người đều được hạnh phúc, bình an. A-di-đà-phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Và chúng ta đang niệm vạn đức hồng danh. Một con người muốn được hạnh phúc thì phải có đức, có phước thì mới hạnh phúc. Nên những đức niệm những câu Phật hiệu này là chúc phúc đến cho tất cả những người nữ khắp nơi trên toàn thế giới ngay ngày gọi là xã hội kêu lễ tình nhân. Quý vị đều tặng quà cho người nữ. Những đức cũng là một người nam, cũng chúc phúc cho người nữ. Vì mẹ những đức cũng là người nữ, nên những đức quý trọng, thương yêu người nữ, cũng như quý trọng, thương yêu mẹ của mình. Mình cũng đều mong họ được hạnh phúc. Nên mỗi một người nam phải nhớ rằng mỗi một vai trò của mỗi một con người trong cuộc đời này đều có cái khó. Người nam có cái khó của người nam, người nữ có cái khó của người nữ. Có nhiều người nam mình không hiểu, mình nghĩ rằng mình làm việc lớn, mình đi kiếm tiền, hoặc là vợ mình sinh con nuôi con ở nhà, lo việc nhà thì đơn giản quá. Nhưng mỗi một cương vị, mỗi một con người đều có cái khó.
thì phải nhớ phải có cái khó. Muốn gia đình được hạnh phúc, muốn giữa con người với con người đến gần được với nhau và sống có thể chan hòa và hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý là mỗi một con người đều có cái khó. Mỗi một con người đều có cái khó. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý này rồi, giữa con người đến với con người, chúng ta sẽ có sự thông cảm với nhau. Thông cảm với nhau. Có những câu mà người xưa người ta nói rằng người nữ có thể phá vua, người nữ có thể khóa đạo. Nhưng theo những đức thấy rằng do là chính mình. Nếu như chúng ta là một con người kiên định thì ai phá được mình. Nên đừng bao giờ đổ tội cho một cá nhân nào hết. Mỗi một con người chúng ta làm điều gì sai, đừng nên đổ tội với ai hết. Vì chính vẫn là bản thân chúng ta thiếu sự kiên định. Nhớ. Nên những đức càng lo cho nhiều người già và càng gần nhiều những người nữ thì những đức thấy họ có cái khó, cái khổ của họ. Nên những đức rất là quý thương và động viên họ và mong tất cả những người nữ đều sống được hạnh phúc. Tại vì sao? Vì họ có một vai trò rất quan trọng trong cái cuộc đời này. Họ có thể sinh con và dạy con. Đất nước chúng ta có được những nhân tài là sản sinh ra từ người nữ. Và họ có một vai trò là dạy con nên người. Dạy con trở thành những con người sống có đạo đức, sống có lý tưởng. Họ có một cái công rất là lớn. Nên ngày xưa có những quốc gia gọi là trọng nam khinh nữ. Chúng ta thì học Phật, chúng ta hiểu con người đến với con người nên có sự bình đẳng. Con thì đứa con nào sinh ra đời chúng ta cũng thương, chứ không phải là con trai thì trọng, con gái thì khinh. Không đúng. Chúng ta đều thương khi con mình sinh ra đời, dù là nam hay nữ thì là đúng. Sống trong cuộc đời này nếu nam không mà không có nữ thì sao? Mà nữ không, không có nam thì sao? Nên trong gia đình mà nam mà không có nữ thì coi, gia đình thì có khi có nhiều việc bày hày, không sạch sẽ, không gọn gẽ. Mình có đi kiếm tiền nhiều cỡ nào, mình về nhà thấy nhà mình dơ giấy bày hày, quý vị sẽ cảm giác làm sao? Nên khi mình đi làm về, việc mà mình có thể phụ vợ, làm những việc mình có thể làm được, thì tự nhiên nó có một sự khấn khích về tình cảm con người đến với con người rất là quan trọng. Thí dụ như một năm một hai lần gì đó, những ngày lễ tôn vinh về người nữ, chúng ta không lẽ một năm chỉ dành một hai ngày đó cho họ không thì chưa đủ. Chúng ta sống trong một gia đình nên mỗi ngày sống có tình cảm giữa con người đến với con người, có sự cởi mở giữa con người đến với con người thì điều này rất đặc biệt. Những đức thường hướng dẫn lớp đạo làm con là trong gia đình dù đi kiếm tiền nhưng chúng ta phải trở về gia đình là ngồi ăn cơm chung. Nhất định chúng ta phải có buổi cơm của gia đình, không thể nào mất luôn buổi cơm gia đình, vì mất buổi cơm gia đình khó hạnh phúc lắm. Phải có buổi cơm gia đình, hỏi han nhau, chia sẻ cho nhau những sự khó khăn trong cuộc đời. Đây là những đức chia sẻ về nhân sinh đó quý vị. Chia sẻ về nhân sinh. Như những đức ở trong chùa, chùa đông người, những đức ngày nào cũng chia sẻ, ngày nào cũng cởi mở. Có những người rắc rối cái gì gặp những đức chia sẻ. Nên dù cho một hội chúng rất đông nhưng họ sống rất là vui. Nhìn tất cả các cụ lớn tuổi sanh ra, có những cụ 5-7 đứa con, nuôi con không lớn. Đến tuổi già càng nhìn thì thấy càng thương cho người nữ, rất thương họ.
Nên trong kinh Du Lan, khi mình tụng sự tán thán về người phụ nữ rất là nhiều quý vị. Nên câu ca dao nói rằng đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sự khó khăn của họ cũng rất là nhiều. Nên những đức nêu lên những sự này không phải để cho người nữ kiêu ngạo ngã mạn, mà để cho tất cả những người đàn ông, những người nam nên trân quý thương yêu họ bằng một cái tấm lòng chân thật. Mình đến với người ta chân thật, nhất định người ta sẽ đến với mình chân thật. Nếu như mình đến với người ta chân thật mà người ta đến với mình giả dối, nó đều có nhân quả hết quý vị ạ. Có nhân quả hết. Từ nơi đó mà những đức niệm Phật để hồi hướng, cầu an, hồi hướng, mong cho tất cả những người phụ nữ khắp nơi trên toàn thế giới có được niềm vui, có được hạnh phúc. Trong mọi hoàn cảnh, họ đều có thể tiếp nhận được Phật Pháp. Họ sống những ngày tháng vui, họ cởi mở tâm tư. Họ sống trong mọi hoàn cảnh, họ đều được vui. Những đức thấy chùa mình ngày Chủ Nhật rất là nhiều phái nữ về đây để tu học. Họ rất là vui. Mình nhìn họ rất là vui. Những đức nói chuyện họ bên dưới vỗ tay, họ cười, họ rất là vui. Thì mình nghĩ rằng đem niềm vui đến cho người ta như vậy là mình sẽ được hạnh phúc. Nên ngày nay những đức cũng chia sẻ một công đoạn: ngài tôn vinh hạnh phúc. Muốn tôn vinh hạnh phúc thì phải làm sao? Tiếp nhận giáo dục. Như nãy những đức nói, một cành hoa tặng người là một cái nhân thiện, nhân tốt. Nếu như một cành hoa này tặng mà có dụng ý xấu thì cái quả nhất định sẽ là xấu, chắc chắn. Không phải là ngày đó chúng ta mới tặng hoa, mà là mỗi ngày hay ngày nào, bất cứ lúc nào hay trong mỗi tuần, chúng ta đều có sự hâm nóng về tình cảm gia đình, để gia đình chúng ta nó không có xa cách. Dù mình kiếm tiền ít một chút nhưng mà gia đình mình rất hạnh phúc. Còn hơn mình kiếm tiền rất nhiều mà khi mình có tiền gia đình mình lại tan nát. Gia đình tan nát thì có tiền nhiều để làm gì? Nên mỗi một con người dù là chưa có gia đình cũng nên nghe công đoạn này, và có gia đình thì càng nên nghe, để mỗi một người chúng ta có thể sống và thông cảm cho nhau hơn quý vị ạ. Sống thông cảm cho nhau hơn. Những đức nói thật lòng là những đức rất thương phái nữ. Những người nữ có gia đình bị chồng bỏ, khó khăn, khổ, những đức rất là mong mình đem Phật Pháp chia sẻ cho họ nghe, để họ cởi mở tâm tư. Có rất nhiều người rắc rối từ cõi lòng họ, những đức chia sẻ cho họ cởi mở. Và có những người nam cũng vậy, họ cũng được nghe. Từ nơi đó mọi người có nhân duyên quý vị. Nên chùa của mình cũng vậy, các cụ già về phái nữ rất đông. Nên những đức có đoạn chia sẻ này, mong đem công đức chia sẻ này, công đức niệm Phật, hồi hướng, cầu cho tất cả những người nữ khắp nơi trên toàn thế giới luôn luôn được bình an. Vì ngày đây là ngày mà chúng ta nêu về phái nữ mà, thì tất cả phái nam đều được hưởng chung thôi. Nhưng mà thôi mình nêu cho phái nữ đi, ưu tiên cho họ, mong họ được bình an, họ luôn luôn có niềm vui, có nụ cười, lúc nào cũng sống được đặc biệt, hạnh phúc. Và cái đặc biệt là nên tập niệm Phật, siêng niệm Phật. Muốn hạnh phúc tròn vẹn thì chỉ có về thế giới cực lạc mới hạnh phúc tròn vẹn. Còn ở đây tiếp nhận giáo dục vẫn có được hạnh phúc, có được niềm vui. Chúc quý vị luôn luôn an lạc trong tất cả mọi hoàn cảnh, cương vị nào cũng được vui và được an lạc. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Một lần nữa gỡ đến quý vị sự bình an. Tất cả những người nữ khắp nơi trên toàn thế giới được bình an. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.